3 trận đấu liên tiếp đã qua ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay là những trận đấu không để thủng lưới của câu lạc bộ Viettel. Họ thắng 2 trong số đó. Trên sân hàng đấy với tỷ số 2-1 bằng cú đúp của Hoàng Đức, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ông Philippe Chusier, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Tottenham Bình Định khi đối đầu với Viettel tại giải vô địch quốc gia 2022, trận đấu lượt về. Cũng ở mùa giải 2022 thì Bình Định cũng đã vượt qua Viettel ở trận tứ kết cúp quốc gia, nhưng đó là trận đấu mà hai đội. Nhưng họ đã có được 28 điểm, có nghĩa là chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội đúng một điểm duy nhất. Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa là hai đội bóng đang cùng có được 29 điểm. Zaha! Có một thoáng lưỡng lự của Đặng Văn Lâm trong thí vừa rồi, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội khách. Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức. Mà không quân. Đặng Văn Lâm. Đưa Almeida và pressing của cầu thủ Viettel. Đây là một cơ hội. Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn còn. Không vào. Cú chạm bóng cuối cùng là của Zaha. Sự sơ hở của hàng thủ bên phía Tottenham Bình Định. Những cầu thủ áo đỏ đã không có được đầy đủ sự quyết đoán để tận dụng thời cơ. Bóng đi ở tầm chân phải, không phải là chân thuận của Mạnh Dũng. Và cầu thủ mặc áo số 23 của Viettel muốn mọi chuyện trở nên cầu toàn hơn. Bóng cũng đã đến với Zaha ở một tư thế tương đối thuận lợi, nhưng vận may đã không được các cầu thủ chủ nhà tận dụng một cách chính xác. Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ. Còn bây giờ là quả phạt góc của Hoàng Đức. Bóng đưa vào tầm thấp. Tiến Anh. Rất may mắn cho Đặng Văn Lâm. Bóng đã chạm người một hậu vệ của Bình Định làm đổi hướng, nhưng nó không đi vào khung thành. Rất nhiều phương án của cầu thủ Viettel. Trương Tiến Anh không bám góc trái mà thu về chơi chính giữa để thực hiện cú dứt điểm từ tuyến 2. Bộ ba Đức Chiến, Hoàng Đức và Zaha chắc chắn là bộ ba tiền vệ hay nhất của Live Football League 2023. Họ bổ sung cho nhau một cách hiệu quả. Viettel trên sân Thiên Trường cách đây 2 vòng. Nhớ Mạnh Dũng. Chân trái. Cú đá là của Hoàng Đức. Rất nhiều những tình huống dứt điểm của cầu thủ Viettel đã được tạo ra. Tính chủ động là điều mà họ đang sở hữu. Thêm một quả phạt góc bên phía cánh phải. Và sẽ là pha chuyền bóng của Hoàng Đức. Và xử lý tốt của Đặng Văn Lâm. Đức Chiến. Đây là Hoàng Đức, không hề có vi vị. Trương Tiến Anh. Cú đánh đầu của Đức Almeida. Rất khó khăn cho Tiến Đạt khi đơn độc ở phía trên bên góc trái. Đức Chiến. Trương Tiến Anh. Hoàng Đức. Hoàng Đức và Phan Tuấn Tài là những người đã đá đủ cả 17 trận đấu ở mùa giải này của Viettel. Cú chạm bóng của Zaha. Đường chuyền là của Zaha. Đánh đầu chuyền bóng. Qua chuyền bóng của Nhâm Mạnh Dũng. Một cơ hội. Không được. Pha xử lý có thể nói là tương đối khôn khéo của Hoàng Quân, nhưng bóng không thoát ra khỏi sự kiểm soát của các hậu vệ bên phía đội bóng áo đỏ. Pha xử lý đó của Cao Văn Triền không nhận được sự tiếp ứng cần thiết của Tiến Đạt. Hoàng Đức. Jefferson. Nhà bóng rất đẹp cho Trương Tiến Anh. Băng lên ở góc trái. Quả chuyền ngang. Vẫn là cú dứt điểm. Và Đặng Văn Lâm vẫn làm chủ được tình hình. Hoàng Đức. Đánh đầu.
Không vào. Nhâm Mạnh Dũng là người vừa tiếp cận với một thời cơ. Đặng Văn Lâm đã bị loại bỏ hoàn toàn trong tình huống phòng ngự vừa rồi, nhưng vận may đã không mỉm cười với Nhâm Mạnh Dũng khi trái bóng đi trên khung thành. Những cú đánh đầu đập đất với điều kiện thời tiết trời là sự lấn lướt thuộc về đội chủ nhà. Tôi và Bình Định đã có những nỗ lực và có cả sự may mắn để chưa thua cho đến lúc này. Quả chuyền bóng của Trương Tiến Anh, không phải, đó là quả treo bóng của Hoàng Đức. Nhâm Mạnh Dũng được chuyền vào, đánh đầu. Đặng Văn Lâm một lần nữa lại cứu thua. Tiếp tục là đường chuyền của Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Đánh đâu? Vẫn không vào. Không, đã có lỗi việt vị. Tiến Đạt. Và kết nối không tốt của Tiến Đạt. Hoàng Đức. Trương Tiến Anh. Hoàng Đức. Phan Tuấn Tài. Gia Hà. Hoàng Đức. Thanh Bình. Viettel vẫn đang là đội giữ bóng nhiều, chiếm thế chủ động trên sân, nhưng họ chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số. Và đây là lúc mà chắc chắn là cầu thủ Viettel cần phải đẩy tốc độ của trận đấu lên, luân chuyển trái bóng với tốc độ nhanh hơn. Hoàng Đức. Cú về bóng của Hoàng Đức. Jefferson Elias. Không vào. Đặng Văn Lâm đã có sự hỗ trợ tuyệt vời của De Almeida. Nếu như không có sự quyết đoán, tốc độ và sự chính xác ở khoảnh khắc cuối cùng của De Almeida thì chắc chắn là lưới của đội khách đã bị rung lên. Đó là một pha kiến tạo tuyệt vời của Hoàng Đức bằng má ngoài chân trái. Và Jefferson Elias bằng sự nhạy cảm của mình, sức dẫn của mình cũng đã tạo ra được một pha kết thúc có lẽ là chẳng thể tốt hơn. Nhưng vận may đúng là vẫn đang đứng cùng cầu thủ Bình Định cho đến lúc này. Lại là đường chuyền của Hoàng Đức. Hoàng Đức. Đỗ Văn Thuận vừa cố gắng phạm lỗi nhưng không ngăn cản được Hoàng Đức. Tuy nhiên cú chuyền bóng tiếp theo của Hoàng Đức thì không phải là một pha xử lý quá hay. Hoàng Đức rất hợp lý. Đường chuyền của Hoàng Đức. De Almeida lại là cầu thủ vừa can thiệp. Thanh Thịnh. Đức Chiến. Tiến Dũng. Hoàng Đức. Thanh Bình. Tiếp tục là cầu thủ Viettel. Nhâm Mạnh Dũng. Hoàng Đức chân phải. Quả phạt góc tiếp theo cho cầu thủ Viettel. Và vừa rồi là một pha phối hợp rất đẹp. Chỉ có điều là cú chạm bóng cuối cùng của Hoàng Đức thì lại không có đầy đủ sự sắc bén, hay nói cách khác là may mắn. Hứng bóng bằng ngực tuyệt vời. Cú đá hơi lỏng cổ chân phải của Hoàng Đức khiến cho tình huống dứt điểm. Pha xử lý không tốt của Hoàng Đức. Ravenson. Văn Thuận. Ravenson. Trương Tiến Anh. Cú gạt bóng của Hoàng Đức hơi nhẹ. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Hoàng Đức. Nhìn cách Ravenson đang chơi trên sân, chúng ta hiểu được rằng nền tảng thể lực của cầu thủ này là rất mong manh. Jefferson dứt điểm. Cú đá không thể vượt qua được Đặng Văn Lâm. Với cú đá như vậy thì rất khó để có thể đánh bại được Đặng Văn Lâm.
chỉn chu, chắt chiu với từng đường bóng. Trường Tiến Anh, cú dứt điểm, không vào. Quả phạt góc tiếp theo cho đội chủ nhà. Cú đá rất căng của Trường Tiến Anh đã vấp phải sự truy cản của một cầu thủ bên phía Bình Định. Quả treo bóng của Hoàng Đức. Adriano Smith là người phá bóng. Những pha chơi bóng của các ngoại binh ở phía trên của Bình Định sau khi vào sân đều ở chất lượng có thể nói là tương đối thấp. Hoàng Đức bị đau. Pha va chạm với Cao Văn Triền. Đó là một pha tranh chấp không. Tiếp tục là cầu thủ chủ nhà Dương Văn Hào. Quá người. Hoàng Đức đứng trước quả phạt và không loại trừ khả năng sẽ là một cú dứt điểm trực tiếp của Hoàng Đức cho dù góc sút không quá thuận lợi. Cú dứt điểm. Hoàng Minh. Lại là Hoàng Đức. Đường chuyền vào quá thấp. Ra Hà. Văn Quyết. Hoàng Đức vẫn còn rất khỏe. Tiếp tục là Hoàng Đức. Ra Hà. Phong độ tuyệt vời của Hoàng Đức. Đó là sức mạnh. Đó là pha phạm lỗi của Adriano Smith. Quả chơi bóng của Hoàng Đức. Bóng vừa chạm đầu của Phạm Văn Thành. Quả đá phạt góc bên với cánh trái và lúc này cũng sẽ là của Hoàng Đức.